một thầy hiệu trưởng ở trong trường, không còn là một học sinh bình thường ở trong Play Together nữa. Để coi qua nếu Ruby trở thành thầy hiệu trưởng thì Ruby sẽ học giỏi như thế nào ở trong trường nha. Và nếu các bạn đang có chức vụ gì ở trong trường học Play Together cũng đừng quên là comment bên dưới. Ai mà là hiệu trưởng giúp tôi thì tôi sẽ tìm comment của người đó luôn nha. Còn bây giờ thì mình làm video ra. Mấy bạn ơi, video này chỉ mang tính chất giải trí. Sau những giờ làm việc và học tập mệt mỏi, không cổ xí cho bất kỳ hành động xấu nào hết. Và tuyệt đối không được bắt chước làm theo dưới mọi hình thức luôn nha. Còn bây giờ thì chúc mọi người xem video vui vẻ nha. Trời ơi, mới vô như vậy là tôi quất luôn cái bảng hiệu trưởng luôn nè anh em ơi. Đó, oh my god, mình đã nhận được bản tên hiệu trưởng rồi. Đó, thường ngày là tôi là học sinh mới đó, nhưng mà ngày hôm nay tôi sẽ trở thành một thầy hiệu trưởng. Ê, nhưng mà sao thầy hiệu trưởng mà vẫn phải đi học vậy? Tiết 1 là kết hợp thẻ hả? Để vô ngồi học cái mọi người ơi. Rồi xí nữa để tôi xem thử coi làm thầy hiệu trưởng sẽ như thế nào luôn nha. Rồi tiết học bắt đầu nè. Kết hợp thẻ 7-11 hả? Rồi, hiểu rồi. Ui, cái này dễ, các bạn ơi. Rồi, đó, trời ơi. Các bạn thấy chưa, tôi làm một tí là nhanh gọn lẹ liền. Ủa, ui ơi, cái này phải làm lại từ đầu mọi người ơi. Cái này là phải để ý kỹ lắm luôn á mọi người. Cái này là mình làm lại từ đầu luôn rồi nè. Trời ơi, là trời đó, các bạn nào mà đi học mà bờ rồ, đừng có như tôi quá thì comment phía dưới tôi biết cái nghe, chứ tôi đi học mà tôi học dốt quá trời luôn bạn ơi. Rồi đây. Ơ kìa, lại từ đầu nữa rồi. 2000 years later. Bao nhiêu điểm đây? Ê, tôi nghĩ là tôi điểm thấp phải bạn ơi. Trời ơi, C cộng. Trời ơi, mất mẹ tôi thất vọng. Trời ơi, Nêm ơi, tôi đang có cái nem là hiệu trưởng như thế này mà bây giờ tôi học dở như vậy rồi sao mà ba má tôi chịu nổi. Đây rồi, đáng lẽ là tôi phải vô cái phòng của thầy hiệu trưởng các bạn ơi. Đó, bây giờ tôi phải ngồi trong cái phòng của thầy hiệu trưởng này. Thôi. Bây giờ tự nhiên cái thành hiệu trưởng từ khi nào không hay luôn các bạn ơi. Đấy, chỉ cần có tiền là được. Có học sinh nào đang tìm không ta? Trời, tôi xem coi phòng của thầy hiệu trưởng có gì. Ui, từ tới tiết học toán cao cấp. Trời, đã toán bình thường đã học dở rồi, bây giờ tới toán cao cấp rồi sao tôi biết tao giải. Trời ơi là trời, tôi bắt đầu tôi thấy nghi ngờ nhân sinh quan của tôi là tôi học dở rồi đó các bạn ơi. Trong tất cả các môn học từ đó tới giờ tôi đi học thì môn toán là cái môn tôi dở nhất. Và cái môn mà tôi giỏi nhất là môn âm nhạc và môn thể dục. Cái gì đây? Ủa, là chọn ra số hả? Trời ơi là trời, gọi gì nữa đây? Ủa là chọn tiếp tục quá hả? Chọn tiếp tục.
mà sao trong nhà vệ sinh này nó ế quá vậy trời. Rồi bây giờ tới 2 giờ chứ, ui 1:34 rồi đi qua chuẩn bị tới môn toán tiếp tục luôn mọi người ơi. Bây giờ là mình sẽ tìm chỗ ngồi để chuẩn bị học toán nha mọi người. Đó, thôi ngồi bàn đầu cho nó chất lượng nha mọi người. Đây tôi ngồi bàn đầu luôn nè. Đấy, phi mình học dở như được cái mình tự tin nha, tự tin khoe cá tính, tự tin khoe điểm không ra nha mọi người. Ê, cái gì mà sao thầy cô đào, tôi là thầy hiệu trưởng đang giả vờ vô đây kiểm tra lớp mình, bài khứa nào ghi chữ yêu anh trên bảng vậy. Trời ơi, không ra một cái hệ thống gì hết cả, phải là một bài toán nào đó chứ. Rồi, chọn đáp nhanh đáp án đúng cho câu hỏi. Ủa cái gì đây? À, 7. Trời ơi là trời. Rồi ok. Trời ơi đây mình quên mất các bạn ơi. Trời tôi ghét nhất là môn toán mọi người ơi, thề luôn. Rồi 15 nè. Đó có nhiều bạn. Ui các bạn Ly Di trả lời cực kỳ là nhanh, chắc chắn là bạn này học cực kỳ là giỏi luôn mọi người ơi. Rồi tiếp theo là bơ. À 24. Ủa không đúng hả? À 18. À 22. M A D đây, go 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 go, ok 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 ok.
Trời trời, thầy hiệu trưởng ơi, là thầy hiệu trưởng thất vọng quá, thầy hiệu trưởng ơi. Trời ơi thầy hiệu trưởng, chưa bao giờ tôi thấy thầy hiệu trưởng nào học dở. Trời ơi, chưa bao giờ mình thấy thầy hiệu trưởng nào mà học dở như. Trời ơi, C cộng được đúng một môn, cuối cùng là một môn toán cao cấp là được A thôi. À với một môn nấu ăn được A, còn lại là học ngu như quỷ vậy. Trời ơi, trời ơi mọi người ơi. Rồi, bây giờ chắc mình sẽ đợi ngày hôm sau để mình có thể học lại để xem coi cái chức hiệu trưởng này có giúp tôi được cái gì không. Thật ra là không giúp được gì nha, vô có cái nem hiệu trưởng cho nó ngầu ngầu vậy thôi chứ không giúp được gì nha mọi người. Bây giờ đang là 10 giờ tối đó, gần 11 giờ tôi vẫn chưa về. À có chú bảo vệ chứ, bảo vệ ơi, biết tôi là gì không? Tôi là thầy hiệu trưởng đó cái gì. Ôi trời, sao lại thế này, trường học trở nên bừa bộn, có ai đó giúp mày hay quá, này em kia giúp tôi hả? Có thầy, tôi có cái nem hiệu trưởng rồi sao mà tôi vẫn phải giúp vậy? Chắc ở nơi trong trường học. Ủa trời ơi là trời mọi người ơi, đúng là làm hiệu trưởng vậy thôi chứ vẫn dọn rác nha mọi người đó, vẫn phải cố gắng dọn rác ngay trong phòng hiệu trưởng, lúc nào cũng sạch sẽ không có rác này nè đó. Rồi để mình sẽ đi dọn rác xung quanh nè, ở trong đây có rác không ta? Ủa hình như là không, hình như rác ở ngoài thôi bạn ơi. Ừ hình như là rác nó chỉ nằm ở ngoài thôi à. À rác nó còn có trong đây nữa, trong phòng y tế nè. Rồi đó, lụm rác à, lộn, hút rác đó, còn hút nữa để dọn rác. Trời ơi sao gì đâu mà cho thầy hiệu trưởng có vài phút dọn rác vậy trời. Ở đây là không có rác nè, căn tin là chắc chắn là sẽ luôn luôn có rồi nha mấy bạn ơi. Ủa có không à, có đây 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 đó. Rồi rồi lụm thêm nè, lụm cho tôi lụm thêm gác nha mấy bạn đó. Phòng này ta, bên đây là phòng tôi không tương lượng nên tôi thấy phòng này luôn. Rồi còn ba cục gác nữa nằm ở đâu bây giờ đây. À còn có, ui cái chỗ này là cái chỗ diễn văn nghệ. Ủa sao trường gì đâu mới đây tắt đèn tối hù vậy. Trời ơi mở đèn lên giùm cái gì đâu mà sao tôi làm thầy hiệu trưởng mà khổ quá vậy nè. Gì đâu mà sao tắt đèn tối hù rồi sao mà thấy cái gì mà sao mà dọn gác khổ ghê luôn á bạn ơi. Rồi ở đây có gác không? Đây đây đây, gác đây gác đây gác đây gác đây gác đây gác đây. Trời ơi là trời, tôi đang thử hết 24 giờ sống trong trường học các bạn ơi đó. Rồi bây giờ là còn mấy cục gác nữa, còn hai cục gác nữa. À đây đây đây, có một miếng gác ở trong đây đó, lụm một phát, còn một miếng cuối cùng nữa chắc chắn là xung quanh cái những cái phòng trường học này thôi các bạn ơi. Đây đây đây, tôi đi ra nè, đó vô đây tôi dọn cái nha. Này phòng ở đây có gác không ta? À đây rồi một miếng cuối cùng. À, hình như này là phòng gì vậy ta? Trời ơi là trời, tôi cũng biết phòng gì luôn á. Rồi để tôi ra tôi gặp lại chú bảo vệ nè. Ủa hay là mình là hiệu trưởng mới nên chú bảo vệ không biết mình ta. Trời ơi là trời. Rồi rồi cảm ơn chú bảo vệ nhiều nha. À, rồi bây giờ là tôi sẽ ở trong trường, tôi sẽ đi vô trong phòng y tế tôi nằm để tôi đợi tới sáng tôi đi học tiếp tục luôn nha. Vô cái giường nằm ngủ một tí đợi trời sáng nghe mấy ní. The next morning. Đây rồi, trời sáng rồi mấy bạn ơi. Trời ơi là trời, chuẩn bị bắt đầu với tiết học vào lúc 9 giờ. Mỹ thuật là môn đầu tiên nha mọi người. Bây giờ là tôi sẽ cố gắng học đứng đầu nhất lớp luôn nha. Đó, trời ơi, chưa giờ thấy học sinh lên lộn. Đó, đi sớm tại tôi ngủ ở lớp mà, tôi ngủ ở trường mà đó. Mấy bạn đi học là đông lắm rồi. Tôi sẽ ở đây đó, sẽ không ai biết được tôi là thầy hiệu trưởng. Xung quanh các bạn. Ê, phía đối diện tôi có hiệu trưởng. À thì ra trong trường thì không phải có mình tôi là hiệu trưởng. Trời ơi hiệu trưởng tên kia, người ta là ngồi người ta nói đi học mà không đeo bảng tên hay các thứ luôn kìa. Đó trời ơi, còn hiệu trưởng tôi là vô báo. Báo thầy luôn, báo học trò, báo học sinh quá trời luôn. Vô ngồi đi hà con Bảo Trân ơi. Trời ơi là trời, sao gì đâu không ai học trơn vậy. Rồi bây giờ tôi phải lấy điểm A cộng nha mọi người. Đó đây, cái môn này dễ mọi người ơi. Đó đó, đây tuy là hơi chậm tí nhưng mà
Đừng có điểm B, điểm C là được. Đừng điểm B với điểm C là được. Rồi, tiết học kế tiếp là chúng ta sẽ học nấu ăn. Đấy, rồi rồi. Ui, lại tới môn nấu ăn. Nấu ăn thì tôi chắc chắn là được điểm A cộng rồi anh em ơi. Đấy, rồi, để vô lớp rồi cái nè. Bây giờ là nấu tiết nấu ăn vào lúc 11 giờ. Bây giờ đây là 10 giờ 23 rồi. Ok, đợi nào. Đấy, bắt đầu với tiết học nấu ăn nào. Phải được điểm A cộng hoặc là điểm A nha mọi người. Vô. Ok, 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 ok. Tôi làm được mà, tôi làm được mà. Đấy, đây, đây, đây rồi. Cố lên. Rồi, không sao mọi người. Ai, trời. Thôi, không sao. Rồi, không sao hết mọi người. Ok. Làm hơi chậm nhưng được cái là nó an toàn nha mọi người. Ai. Rồi. Thôi, nhanh. Đây, mình phải nhanh gọn lẹ lên nha. Bye.
duy nhất thôi. Bây giờ tới môn tiếp theo là môn toán. Sao mà tôi thấy nghi ngờ nhân sinh quan về cái môn toán của tôi quá mọi người ơi. À, toán cao cấp người ta vẫn làm được nha, chứ toán bình thường dày rồi sao đây, trời ơi là trời, sao con đường trở thành thầy hiệu trưởng nó khó quá vậy nè. Rồi bắt đầu với môn toán thôi, bắt đầu với môn toán thôi. 4 4 4 2, trời ơi bằng 6, quá dễ luôn nè. Đấy, ủa trả lời chưa? Tôi trả lời rồi. Tiếp theo, 8 + 6 = 14. Này, trả lời phép thứ ba nha mọi người. Ủa, 11 cái, trời ơi. Đây, 17, ủa không phải à, 21, 19, 19. À, 2 cộng 5 bằng 7, 7 cộng 3 bằng 10. Đấy, tôi ngồi tôi nói cho anh em nghe luôn, em thấy chưa. Rồi, tiếp theo, trời ơi, chắc được điểm B, điểm C rồi mấy bạn ơi. 24, ủa không phải hả, 19, 23. Ủa sao sai hết gì kỳ vậy? 35. No. 33. 33 37. 29. Đây, ok. May quá, nhanh gọn lẹ liền luôn mấy bạn. Rồi tiếp theo đây. Bao nhiêu đây? Ủa mấy điểm? Điểm A. Hiệu trưởng có hiệu nghiệp mọi người ơi, có hiệu nghiệp luôn. Ok,